Chào các bạn, tên tôi là Mr. Popcorn và chào mừng trở lại với Last Day on Earth Survival. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta cùng mở 5 hòm tím nha các bạn. Đây rồi, cùng cho thẻ vào nào các bạn. Rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ, quá đã luôn. Không biết chúng ta sẽ nhận được cái gì đây các bạn ơi, trong chiếc hòm đầu tiên. Bùm. AK các bạn ạ, lo magazine. Rất tiếc là tôi đã có rồi các bạn ạ. Không sao, chúng ta còn 4 hòm nữa các bạn ơi. Thứ gì đó tốt đi mà, đi mà, đi mà. Boom. Winchester Tactical Handgun. Rất tiếc là tôi cũng có rồi nữa. Chiếc hòm thứ ba, cái gì đó may mắn đi nào, đi mà, đi mà. Boom. AK tiếp. Saitama 4. Rất tiếc là tôi đã có rồi các bạn ạ. Ơi. Chỉ còn hai chiếc hòm thôi các bạn ơi. Boom. UG các bạn ạ. Tactical Upgrade. Tôi đã có rồi các bạn ạ. Ơi. Chỉ còn một chiếc hòm thôi các bạn ạ, không biết là chúng ta có may mắn không. Thứ gì đó tốt đi mà, đi mà, đi mà, ngày đẹp, ngày ngày tuyệt đẹp các bạn ơi. Boom. Winchester Tactical Handgun. Ui giời, lấy vừa nhận được rồi. Đây này, ở đây cũng có Tactical Handgun rồi. Quá là đen luôn các bạn ạ. Chúng ta đã có toàn bộ mod này rồi. Rất tiếc nha các bạn. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ gặp may mắn lần sau vậy. Nói chung là tôi cũng có rất nhiều mod tím rồi, không biết là còn mấy mod tím tôi chưa có nữa, nên là tôi cũng không ngạc nhiên các bạn ạ. Nhưng không sao, chúng ta vẫn mở hòm tím thường xuyên, vì đấy là một điều rất là vui các bạn ạ, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đắt đỏ và xịn nha các bạn, chất chơi nha các bạn. Thôi tổng kết lại nhé, xịn. Các bạn đừng quên theo dõi kênh, chia sẻ, thả thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.